luôn chị, luôn chị. Ôi trời ơi, giờ này tối rồi mà ai mình gọi mình tiện mình đi nhỉ. Alo sếp à? Sao hả sếp? Mai đi công tác gấp á? Ôi không được đâu, sếp bố trí xem có ai đi được không chứ nhà em không có ai ở nhà. Mẹ của bạn nhỏ thì đi công tác cả tuần nay rồi chưa về, phải sang tháng mới về cơ. Em bảo không được rồi. Trời, rất quan trọng à, chỉ có... Ôi dồi ôi. Dạ vâng ạ, à, vâng. Ôi trời ơi, làm thế nào bây giờ? Vợ thì không có nhà mà lại bắt đi công tác một tuần rồi, không biết xử lý thế nào nhỉ? Sai riêng. Dạ. Mai thì bố phải đi công tác rồi, việc cấp cơ. Thì mai bố gửi con về quê nhá. Nhưng mà con phải đi học cơ mà, về quê chán lắm. Làm sao bây giờ nhỉ? À đúng rồi, hôm vừa rồi mình sẽ nhớ ra dịch vụ, mình sẽ gọi Oxin về. À bố thuê cho con Oxin nhá. Oxin á, nhưng mà con sợ lắm. Sợ gì? Bố sẽ tìm cho con một người Oxin thật tốt bụng này, đấy, thật hiền này và chăm sóc con. Tại vì là sau này chắc nhà mình cũng phải thuê thêm Oxin thôi, chứ cũng không ai chăm sóc được. Tại vì là bố mẹ phải đi công tác suốt đấy. Nhưng mà Oxin á, hay áo khiếp cô chủ lắm. Tùy từng người thôi con ạ. Thế thì con phải ở nhà với Oxin à? Thì con chịu khó ở một tuần thôi. Bố đi công... À con 5 ngày thôi. Bố đi công tác 5 ngày xong bố về. Thế mẹ con bao giờ về? Mẹ con còn về sau bố cơ. Thế bao giờ bố đi? Chắc khoảng 10 giờ sáng mai bố phải đi rồi con ạ. Vâng ạ. Thôi muộn rồi, bây giờ con đi đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ đi, để mai tính tiếp nhé. Vâng ạ. Chắc bây giờ mình phải nên mình phải tìm xem là có Oxin là không. À đây thì may quá, mình gọi đến trung tâm để xem có người không nhá. Alo, bên trung tâm dịch vụ thuê người giúp việc đấy à? Ừ, tôi muốn thuê một người giúp việc, nhưng mà phải để chăm sóc trẻ con. Trẻ con mới học lớp 2 rồi ạ. Vâng, nhưng phải đảm bảo nhá, phải chịu khó làm này, phải biết chăm trẻ con này đấy, và đặc biệt đấy là phải thật thà và hiền nhá. Không cô Oxin không được gây gớm đâu. Vâng, thế mai đưa đến nhá. Vâng ạ. Vâng, rồi. Số nhà 33 ngõ 13 Ngọc Thị, đưa đến trước 7 giờ nhá. Ok. Wow, may quá, gọi cuộc đầu tiên được luôn. Thôi giờ mình đi ngủ thôi, mai tính tiếp. Ôi giời, bố chưa chuẩn bị được gì cả. Con ngồi đi, anh uống cả sữa với cả ăn rồi đi, bố sẽ làm bữa sáng cho con nhé. Ô, ai đây nhỉ? Ừ nhỉ, ai nhỉ? Con đây, con ra mở cửa xem anh. Thế con mời cô đấy vào trong nhà đi con. Cô ơi vào trong này ạ. À. Cô ơi cô, để sếp ở ngoài cơ mà. Ơ thế ạ, cô cứ tưởng như ở quê đi cả sếp à. Thế để sếp ở đâu? Để sếp ở đằng kia à. Ôi trời ơi, nhà này có cả cái từ để sếp đẹp đấy nhờ. Chào ông chủ. Ờ, chào cô. Ông chủ ơi, tôi là người giúp việc. À, có phải người giúp việc mà hôm qua thuê ở bên trung tâm dịch vụ đúng không ạ? Đúng rồi. Ờ, thế cô ngồi vào đây đi. Thế cô đã đi giúp việc ở đâu chưa? Cháu chưa, đây là lần đầu tiên cháu mới đi giúp việc. Thế cháu biết làm những việc gì rồi? Cháu biết nấu cơm.
Dọn nhà. Thế còn chăm sóc bạn nhỏ này có chăm sóc được không? Đã làm bao giờ chưa? Em chưa rồi ạ. Chưa bao giờ làm á? Thế thế có tắm rửa cho bạn ấy không? Em cũng chưa bao giờ làm. Thế nhưng mà chú muốn tìm một người có kinh nghiệm cơ, phải chăm sóc một vài đợt rồi ấy, thì lúc đấy thì mới chăm sóc được. Thì cái con bé này nhà chú nó gần nhát lắm và nó chưa bao giờ biết làm cái gì cả, đến việc tắm rửa vệ sinh bản thân cá nhân nó cũng chưa làm được cơ. Thôi để chú gọi bên dịch vụ xem có ai để chú đổi vậy. Dưới ơi, thử chơi là đi, cháu thấy làm ở đấy. Thôi để cho chú tìm người khác. Thôi cháu thông cảm nhé. Vâng ạ. Thế con dẫn cô ấy vào trong nhà đi con. Đây con ngồi vào trong ghế này xem nào. Sao con? Cô chăm sóc trẻ con đứa nào cũng quý cô lắm. Ôi, tóc của nó đẹp thế. Để cô buộc tóc cho nhé, cho cái dây chun không? Đó, lấy dây chun đây cô buộc tóc cho. Ôi, dây chun đẹp thế. Ôi, lưu ở đây của cô là để cô buộc tóc cho nhé. Chắc cô cũng sao không rồi. Để nó đi cháu, ôi xinh quá cơ. Không một lúc có việc cô về đấy, rồi cứ đợi cô nhưng mà cô ở với cô không về được. Thế cháu đã có kinh nghiệm gì về chăm sóc trẻ con chưa? Mấy cả cháu có biết làm những việc gì rồi? Thế là được hết tất cả mọi thứ rồi, như là lau nhà bếp, nhà rửa bát, nấu cơm, nói chung là tất cả mọi thứ bây giờ được hết rồi. Thế cháu có chăm sóc được cái bé này không? Thế xong nó được. Bố ơi, con không thích cô này đâu. Nói sao đấy, cô không nhảy, không nhảy được. Cô yêu trẻ con nó không chẳng có sợ đâu. Thì cháu thích cái gì để cô mua cho. Cháu chẳng thích cái gì cả. À thế cô có biết kể chuyện không? Ôi kể chuyện là nghề của cô rồi. Ngày xưa cô toàn kể chuyện với mấy đứa đi cháu nghe thôi. Cháu có thích chuyện chuyện cậy cung trăng không? Cháu có thích chuyện tích chung không? Ô cô biết chuyện tích chưa à? Cháu thích chuyện tích chung. Thôi được rồi, bố thấy cô này cũng được đấy. Con ở nhà mới là cô nhé. Vâng ạ. À. Yên tâm đi, ở nhà với cô không có vấn đề gì đâu. Cô biết là hết tất cả mọi việc rồi, cháu không phải lo đâu. Cô chăm sóc nhiều người như cháu rồi. Thôi được rồi, thế thì cô ở đây chăm sóc con cho tôi nhé. Công việc ngay buổi sáng nay phải làm này, cái nhất là nấu nướng cho nó ăn. Đấy, hôm nay là chủ nhật nên là không đi học, thì nấu đồ ăn cho nó ăn này. Sau đó thì đến 9 giờ thì cho uống sữa nhá. Sau đến 12 giờ thì cho ăn cơm trưa, rồi chiều thì cho ngủ chiều, xong thì các cô cháu chơi với nhau. Đồ ăn với cả các thứ thì để trong tủ lạnh, xong chảo thì để đây nấu đồ ăn cho cẩn thận, được chưa? Đấy, sau đó thì thời gian rảnh ấy, từ lúc sau khi ăn sáng xong thì cô sẽ phải dọn dẹp nhà cửa nhá. Sau đó thì phơi quần áo ở trên kia nhá. Tôi đi công tác một tuần về, nhưng mà nhà tôi có camera đấy, tôi giám sát, nếu có gì tôi về tôi sẽ bắt được bồi thường ấy, nhớ chưa? Rồi bây giờ tôi bận quá, tôi phải lên trên nhà thay quần áo đấy và đi rồi nhá. Đồ ăn sáng của cháu, cháu đã ăn sáng đâu.
Ôi thì đầu đưa ăn sáng à? Ôi giờ ngồi cháu ở cháu ăn sáng rồi. Cháu chưa có ăn, ai cho cô lấy đồ ăn? Cháu, cô đã xin phép cháu chưa? Cái này á? Vâng, đấy là đồ của cháu mà. Cô đi làm đồ ăn cho cháu đi. Đồ ăn nào, đi về làm. Ơ, cô phải làm cho cháu. Cô phải làm cho cháu đồ ăn sáng. Ăn gì thì tự đi làm đi. Con gái lớn từng này mà không biết làm cái gì. Đi mà làm đi, không phải nhịn đói. Đưa cô cây, ăn đang ngon. Của cháu mà. Đến đây, của cháu. Won't see.